À, Lộc xin chào cả nhà nha. Buổi sáng hôm nay Lộc sẽ ghé cái chợ Ốc Eo của Ba Thê Núi Sập. Giờ này thì khoảng 7 giờ rưỡi. Lộc sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem về cái chợ Ốc Eo ở núi Sập Ba Thê nha. Và mình đi vào bắt đầu từ đằng kia nha cả nhà. Ở chợ Ốc Eo mình thấy nó có nhiều lối đi vào, có ba cái lối đi vào. Bây giờ lúc nãy là mình đứng ngay cái đầu chợ, ngay đầu chợ nha. Rồi bây giờ mình đi vào cái lối bên đây nè. Bên này là mình thấy có cái rất là đông nè. Và bắt đầu mình đi từ bên này mình đi vào nha cả nhà. Thấy cô bác nhóm cái lối này đông lắm nè. Rồi mình đi vào từ đây, đi vào từ đây để đi qua cái chợ Nhà Lồng nha cả nhà. Đó, mình thấy cô bác nhóm ở đây rất là đông nè, hai bên đường luôn, hai bên lối đi vào. Đầu thì trái cây nè, bên đây cũng là trái cây nữa nè. Không qua các loại nè. Rồi mình đi sâu vào trong nha cả nhà. Có cô bán cái shop quần áo hay nhà. Nhà của mình luôn hả cô? Bán cái shop nhà của mình luôn. Dạ, nhà của mình luôn. Rồi chúc cô một ngày mới vui vẻ, bán đắt nha. Dạ, cảm ơn chú. Cái này bánh canh của ai ạ? Dạ, Lộc Chí Tôn. Lộc Chí Tôn ha. Dạ. Rồi. Biết mở ra coi. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, mình tiếp theo mình đi qua đây nha cả nhà. Chị ơi. Bên đây thì mình thấy có cô bán ớt, cá, cộng đồng không nè. Không nha. Sáng cho bán được cho cô. Được hả chú? Bán được rồi ha. Rồi tiếp theo mình thấy bên đó nè. Ba kia một dịch luôn. Mấy nhỏ bán thịt đó, nó nãy giờ chú quay nó kìa, dịch chứ. Thịt cũng quay quay chú bán thịt đấy. Bà này bán này nãy giờ quay bán là chú, nãy giờ anh chưa quay em nữa. Rồi. Rồi, trời. Rồi sáng giờ bán được chưa? Bán được mấy ký chú ơi. Rồi phải không? Dạ. Bán gần hết rồi. Chị bên đây cũng nè, vui vẻ quá nè. Em mới bán được con con nè. Mới bán được con con hả? Dạ. Ô. Thấy đẹp quá. Đẹp quá, em quay cho em quay hoài. Em quay. Cô quán dịch bên đây. Bên đây. Cái đó sát chồng sát. Quay cho em. Dạ. Quay cho em quay đẹp quá, em từ hoài. Vui vẻ quá. Ngầu dữ vậy, sao ngầu dữ vậy? Rồi, rồi bán chỗ nào? Đây nè. À, bán gạo hả? Chọc vui nha con. Dữ, trời ơi, ai nói gì mà. Dạ. Rồi, con đi cô ơi. Anh dạ. Kêu gì anh? Lộc Chi Tôn. Lộc Chi Tôn hả? Dạ. Quay YouTube. Đặng em biết em kêu. Dạ. Thấy không, đâu coi coi, thử là YouTube phải vậy. Đẹp không? Vậy mà kêu ơi, hỏi á. Lộc Chi Tôn. Đẹp không? Đẹp không? Không, gõ dễ sợ trời. Có mày hay gì nữa nè. Có đó. Đẹp quá trời luôn. Gõ dễ sợ luôn. Đẹp không muốn? Đẹp. Quay Út nè. Út quay mới mới đẹp nữa nè. Từ đâu Út biết chứ. Rồi nhớ nha, nhớ vô kênh Lộc Chi Tôn. Út không trọng ra nên kiếm không đâu. Bỏ quá chồng anh ơi. Ai gõ dễ sợ luôn. Mấy cô đây vui vẻ quá. Rồi. Gõ dễ sợ. Dạ.
Rồi. Dạ, chừng bữa nào quánh nó may đó. Sao vậy? Hết hồn. Rồi mình đi tiếp nha cả nhà. Dạ, lọc chi tôm chị. Rồi mình đi tiếp nha cả nhà. Dạ. Nhiều quá, chiều tối 19 giờ đi. 19 giờ. Quay. À. Rồi đi nha. Quá ở đây quá vui rồi. Đâu củ quả, quá tươi. Rồi vô đeo 2 kg 15 mấy chị ơi. 2 kg 15. 2 kg 15 vô đeo 2 kg 15, 2 kg 15. Quá rẻ luôn. Nhanh tay lên mấy chị ơi. Nhanh tay lên. 15.000 2 kg 15 nè. Nhộn nhịp quá, nhộn nhịp luôn, chở phải không? 15.000 2 kg. À. Rồi tiếp theo mình đi cậu vào trong chút xíu nữa nha các nhà. Cái cổ bên kia, cái cổ đầu chợ vui quá. Rồi mình đi sâu vào nhắc các nhà. Đây là những cái gian hàng quần áo. Đây là cổ đầu nha. Cá nhảy ra ngoài. Nhảy ra ngoài rồi. Nhảy hoài nha con. Cá đồng, cá đồng, cá đồng, cá đồng. Quá. Cá đồng không được. Cá đồng quá. Rất là ngon. Rồi. Theo mình đi vào trong nữa nha các nhà. Đây quá cái bên đây theo có hai ba lối, nhưng mà lối này mình thấy rất là nhộn nhịp nha. 325.000 cô bán gì về rồi? Bán cá chú ơi. Về sớm ha, hết sớm về sớm ha. Cá ít thì bán rồi sớm, còn cá nhiều thì ở lại. À. Rồi để mình đi tiếp theo như thế nha. Đâu củ quả. Hết nhiều rồi. Con to kìa, con to kìa. Rồi phía xa kia là những cái lò cà ràng, bán lò cà ràng bán luôn kiểu chiên các nhà. Dạo queo thì mình thấy cái bán lò cà ràng nhiều nè. Giờ này cô bác chưa có dọn ra lò cà ràng, chưa dọn ra lưu kiểu. Lưu kiểu ở bên đây thì mình thấy rất là phong phú mà bán những cái lò cà ràng này các nhà. Đẹp quá. Và mình đi sâu vào trong nha các nhà. Cũng là sạp quần áo. Tiếp theo là sạp quần áo nha. Rồi mình đi vào cái chợ cá luôn nha các nhà. Bên đây là mình thấy chợ cá bên đây. Chợ cá, chợ thịt. Quá mênh mông luôn. Như cái khung nguyên toàn cảnh của chợ luôn. Đây là toàn cảnh của cái chợ Ốc Eo. Rồi mình đợi xe qua mình đi nha các nhà. Giờ mình đi từ phía bên tay trái trước đi. Cái
có đâu, cho nó xong rồi nằm cái gan như ở nhà chứ phải có hai tiền rồi. Lâu chưa? Có anh nào quay lâu chưa? Đó chắc là lâu. Rồi, tiếp theo nha. Rồi, bên đây là 200 ngàn. Rồi bên đây thì bán trứng. Cô bán đủ các loại ở đây luôn. Rồi, chợ gạo luôn. Quay gửi nước ngoài gì? Dạ, YouTube chị. YouTube, YouTuber. Rồi, mình đi qua bên phía trước luôn nha cả nhà. Lối bên đây thì yên tĩnh hơn, nhưng mà độ thì phong phú hơn nha cả nhà. Độ
Rồi không thú hơn nhưng mà 2 kg nặng á. Không có náo nhiệt. Không náo nhiệt cái bên kia. Không kêu không hỏi trên trời. Rồi bên này thì quá đẹp. Không bao gian bên này thì đẹp quá nha các nhà. Rồi rất là tươi nè. Rồi tiếp theo mình đi ra phía trước luôn nha các nhà. Đúng không? Chính. Các loại tập quá bánh trái à, thấy có cái chỗ này là cô mấy anh đang đổ bánh kẹp đổ bánh kẹp nè theo tay nè. Không phải chứ chỗ nào mà mua bánh chuối đó nha, mua 30 cái. Mua 30 cái luôn nha. Mua 30 cái đó. Bỏ mình nha, 30 cái. Tao mấy chùi quay. À, bánh kẹp là nhiêu cái cô? 7 ngàn một cái. Là bên đó cũng là của cô luôn đó hả? Nói ngồi liền ha. Kẹp. Ồ, các loại bánh này là cô làm luôn hả? Dạ. Bánh bông lan, bánh này, bánh kia. Cô làm các loại bánh này luôn nha cả nhà. Quá khéo tay rồi. Chợ Góc Eo phía trong giữa chợ phía sau thì có cô bán bánh kẹp, bán đủ các loại bánh luôn nè, khéo tay quá. Rồi con đi cô ơi, cảm ơn cô nha. Quá khéo tay, đẹp, ngon đẹp, rất là đẹp. Còn đổ còn đổ một cái nữa rồi. Chợ quê, chợ Ốc Eo, Ba Thê núi Sập. Rồi, mình đi tiếp theo luôn. Bao nhiêu kìa? Bên kia là bánh nè. Đây là bánh. Xuyên luôn nha các nhà, đi về Long Xuyên luôn. Và đây là cái chợ Ốc Eo. Chợ Ốc Eo, Ba Thê núi Sập. Và đường này thì mình đi về Chi Tôn này kia được luôn nha các nhà. Ra bến xe,
có xe áo eo đi về Chi Tôn rồi các nơi được luôn. Rồi mình xin dừng video đây luôn nha các nhà ơi.